Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Mẹo vặt chữa chứng mất ngủ. Những liên hệ mật thiết của giấc ngủ với mọi bệnh tật chứng tỏ tầm quan trọng của giấc ngủ trong việc điều hòa quý báu giúp cho sức khỏe tổng quát và sinh hoạt hàng ngày. Mất ngủ là điều than phiền nhiều nhất khi nói về giấc ngủ. Ngủ ngon là điều quý nhất trong tứ khoái của con người. Mất ngủ thường do sự khó đi vào giấc ngủ, bắt đầu thiếp ngủ, khó giữ được giấc ngủ dài lâu, liên tục. Do vậy, không giúp cho thân thể được nghỉ ngơi, gây ra mệt mỏi, bất lợi cho thể xác và tinh thần. Tất cả các y sĩ đều muốn chữa bệnh từ nguồn gốc chính gây ra mất ngủ. Thuốc ngủ chỉ chữa được phần ngọn, nhất thời, để giúp cho lúc ban đầu, các y sĩ không muốn dùng thuốc lâu, thuốc ngủ chỉ được dùng khi cần thiết và chỉ dùng trong thời gian ngắn. 8 mẹo hay trị mất ngủ. Những mẹo vặt mất ngủ này đã được nhiều người áp dụng rất thành công. 1. Tắt hết các thiết bị điện tử. Các thiết bị điện tử có trong phòng ngủ như điện thoại di động, đồng hồ kỹ thuật số, TV đều có ánh sáng màu xanh. Khoa học đã chứng minh sóng ngắn của ánh sáng xanh có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Do vậy, bạn hãy tắt tất cả các thiết bị có ánh sáng màu xanh trước khi ngủ 1 giờ để dễ đi vào giấc ngủ hơn. 2. Không ngủ vặt trong ngày. Nếu cần phải ngủ trưa, bạn cũng nên duy trì giấc ngủ ngắn trong khoảng 20 phút, thậm chí ít hơn. Nếu trong ngày mà bạn cứ ngủ vặt nhiều lần hoặc có giấc ngủ trưa dài thì đến tối, mắt bạn sẽ thao láo. Trong ngày, nếu cảm thấy buồn ngủ, bạn hãy cố gắng chế ngự bằng cách đứng dậy uống ít nước hoặc trò chuyện với ai đó hoặc đi bộ. 3. Đảm bảo giường đệm luôn sạch sẽ, phòng ngủ thoáng mát. Để có được giấc ngủ ngon, nhất định giường đệm cần sạch sẽ, phòng ngủ ít các đồ dùng và thoáng khí. Giường đệm bẩn, có mùi hôi sẽ khiến bạn ngứa ngáy, khó chịu và khó ngủ. Nếu là người có bệnh hen suyễn hay cơ địa dị ứng thì bạn cần phải chú ý vệ sinh giường đệm sạch sẽ, thay cũng như giặt ga gối thường xuyên để bụi và các tác nhân khác không phá rối giấc ngủ của bạn. 4. Đặt một cái gối giữa hai chân. Chứng đau lưng có thể khiến nhiều người khó có được giấc ngủ dài. Nếu hay đau tức chân tay, lưng, bạn hãy thử đặt cái gối giữa hai chân, làm cho sự liên hệ với hông tốt hơn, giảm căng thẳng trên vùng lưng dễ chìm vào giấc ngủ. 5. Chọn gối ngủ phù hợp. Bạn chọn chiếc gối vừa phải, không cao quá hay thấp quá, làm sao để khi nằm, cột sống và cổ thẳng hàng. Chiếc gối phù hợp và êm ái sẽ có giấc ngủ sâu, tránh bị mỏi cũng như cứng cổ khi thức dậy. 6. Tập thói quen ngủ đúng giờ. Hãy tạo cho mình thói quen đi ngủ vào giờ nhất định, kể cả vào ngày nghỉ. Điều này là để tạo nhịp sinh học cho cơ thể của bạn. Cứ đến giờ đó, 10 giờ đêm chẳng hạn, cơ thể bạn sẽ có phản ứng cần nghỉ ngơi và đi vào giấc ngủ. Ngủ đúng giờ theo nhịp sinh học sẽ giúp bạn ngủ nhanh và ngon giấc suốt đêm. Với những người hay mất ngủ, lúc đầu việc tập đi ngủ đúng giờ sẽ khó khăn, nhưng cứ kiên trì, bạn sẽ thành công. 7. Tránh xa chất kích thích. Nếu hay mất ngủ, bạn nên tránh xa thuốc lá, cà phê, trà và các chất kích thích khác. Hãy lưu ý, chocolate hay các loại thuốc cũng có chứa caffeine và gây khó ngủ. Nếu đang phải điều trị thuốc có chứa caffeine, hãy trao đổi với bác sĩ về điều này để tìm giải pháp phù hợp. 8. Tập thể dục nhẹ nhàng và kết hợp sử dụng sản phẩm AMPM của Sunet. Tập thể dục nhẹ nhàng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, tập thư giãn với vài động tác yoga là biện pháp giúp bạn có giấc ngủ tốt hơn. Lưu ý, chỉ là tập thể dục nhẹ nhàng chứ không nên tập gắng sức. Tập thể dục cường độ nặng vào buổi tối lại có phản ứng ngược, khiến bạn khó ngủ hơn khi bị kích thích, hưng phấn. AMPM Essential chính là sự tổng hợp và hỗ trợ của hỗn hợp các thành phần đặc biệt có khả năng duy trì nhịp nhàng cơ chế sinh học trong cơ thể, hỗ trợ vận hành các quá trình sinh học quan trọng và chống lại các dấu hiệu lão hóa liên quan đến đồng hồ sinh học của con người. Sản phẩm áp dụng ứng dụng một công thức độc đáo, giúp cung cấp những vitamin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tác dụng của sản phẩm AMPM: bổ sung các vitamin dưỡng chất, các chiết xuất và chất chống oxy hóa có tác động mạnh mẽ giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, điều hòa nhịp độ sinh học tự nhiên của cơ thể bằng cách tăng cường nguồn năng lượng hàng ngày và giúp ngủ ngon, thư thái và sâu giấc hơn. Hỗ trợ quá trình sửa chữa ADN tự nhiên của tế bào và giúp duy trì chức năng tế bào khỏe mạnh. AMPM Essential duy trì độ chắc của móng và tóc, tăng cường hệ miễn dịch, hạn chế bệnh tật, nâng cao sức khỏe tổng thể, giúp các bộ phận cơ thể khỏe mạnh hơn. Viên uống AMPM Essential thích hợp dành cho những đối tượng sau. Dành cho người trưởng thành, người muốn duy trì nhan sắc, sự trẻ trung, xuân sắc như thời đôi mươi. Người muốn tăng cường và bảo vệ sức khỏe. Người bị đồi mồi, sạm và nám da, thâm mụn. Người ngủ không ngon giấc, ngủ không sâu. Trên đây là những mẹo vặt hay cũng như thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị mất ngủ hiệu quả.
bạn có thể dễ dàng áp dụng và tham khảo nếu gặp phải tình trạng này.